Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Từ Từ Đường Phố đây. Rất vui khi được gặp lại mọi người nhé. Mình rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thay nhớ like, subscribe, chia sẻ video. Và đừng quên đăng ký kênh để chuông thông báo những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Khi bắt đầu video cho anh em một buổi sáng vui vẻ nha. Xem video mình một cách vui vẻ và thoải mái nhé nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi chúng ta bắt đầu đi điểm qua event như thời tiết trong ngày hôm nay nha. Thời tiết hôm nay có trời đẹp anh em, sáng tuyết nhiều và chiều sương mù nha. Đêm chiều sương mù, tuyết nhiều từ 8:19 đến 9:19 và sương mù từ 14:43 đến 7:43 nha. Nên là 4 giờ tối đến 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều đấy anh em. Tranh thủ ra bát nha. Cặp đôi latte với cả latte ít với cả này có cả caramel vào buổi thời tiết sáng nha. Đây là hai thời tiết rất là tốt thuận lợi cho anh em bát. Đó thì anh em tranh thủ thời gian. Tuyết nhiều có ca kêu game nên anh em tranh thủ bắt này. Đâu sương mù đây anh em, đó sương mù cặp đôi là tốt, nó cả là ít đây, đây anh em tranh thủ bắt về nhá. Còn nếu như có là anh em chưa có thì tranh thủ bắt thêm về gia tăng bộ cặp để gia tăng được chiến nhá. Hàng ultra. Quân tà ác. Vậy là đã hết rồi. Event tuần này vẫn đang còn gì xét tính cách nha anh em. Rồi event đổi qua. Đấy bên đây Pika điện thoại có vẻ lấn áp khá nhiều. Nhờ anh em qua chơi, không biết là có anh em qua chơi bên Trung chưa. Anh em chơi rồi comment phía dưới mình biết nữa nha. Bạn quay kim cương lại kiếm cái kim cương thế nào. Rồi nhảy qua bên nữa khóc luôn nữa. Cái vật quà vẫn đang bán giá sao chổi nhá. Còn vài linh kiện linh tinh nữa. Event là tiền dịch hot thì vẫn là bánh tét và bình thường rồi một số đồ linh tinh anh em. X10 hôm nay là em muốn cơ bắp nhá. Nhưng mà nhu cầu rút X10 liên hệ mình nhá. Điều phí thì nhận được ít đá mega và bánh tét cũng như là một vài linh kiện thôi. Ồ, điểm cái hết ngày event rồi anh em. Hôm nay thứ hai là ngày đầu tuần, nó reset lại cái võ đài lên server anh em. Nên là mình quyết định hôm nay sẽ dùng cái Master đi full cái này nhá. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ theo hệ của nó đi. Mình sẽ vào chuyển hệ cho em nó trước đó. Anh em phải nên nhớ vì sao nhiều anh em khuyên là phải có một con Assert nhá. Vì nó rất là lợi, nó đi được cái đấy nha anh em nha. Ngoài ra nó giúp anh em đi nhiều cái nữa. Và ghép team rất là dễ nên anh em này có một Assert ở chế độ cao nha. Đây mình sẽ để ở chế độ nước đầu tiên nha. Rồi chúng ta sẽ đi nước xong qua điện có. Nước, trước, điện. Xem nào. Mọi người có bao nhiêu? Tổng team nó có 14 triệu à. Thế thì chơi tới luôn. Một dập tất nhiên rồi, anh em lúc nào cũng vậy thôi, Assert vào thì nó chỉ một dập một thôi. Đấy anh em nhớ hệ sau và ra rồi đi mang đồ luôn. Chứ đừng chạy vô mất công. Tiếp theo Pokemon, Assert. Mạc. Giờ xem miếng hay điện nha. Nhìn em cờ thề em những khi buồn vui. Rồi mình anh lại thầm khóc những đêm mình xa. Anh đang khờ quá nên tình. Giờ quả thân thủ vẫn nhận được 8. Bắt đầu từ 8 thì chứa chủ vào đài thôi.
lại ra trận nhanh. Đó, như này nha anh em, 12 triệu. Nói chung là có một em Archer ở trong team mà đứng vị trí cao nhất nhì team thì rất là lợi anh em nhé. Đi cái này rất là êm luôn, không bị nó cướp đoạt. Trận 1 hit truyền nhân bậc thầy anh em nhỉ. Arceus tiếp theo đến hệ cỏ. Sớm tối biết bao giờ con tim này được nghỉ ngơi, chơi vơi giữa bao tổ cuộc đời, nước mắt cũng đã rơi nhiều rồi, cô đơn trong cuộc vui không người, cô mỉm cười nhưng trong lòng chẳng được vui, khi ta yêu một ai thật lòng, đâu quên phiên đã quên phải không. Quên hồi hát bây giờ đi tình của anh em đố nha, nghe hơi giờ anh em thông cảm nha. Chào đến hệ cỏ này, thằng này đài có đài vừa mới quét xong nên là nó vẫn đang sạch sẽ, còn chưa coi nhìn mà vẫn chiếm đóng nên là có vẻ khá là dễ vào đánh nên vào quét cũng nhanh anh em. Tiếp đến hệ sâu à. Pokemon chuyển hệ mạc những hệ sau vừa mới đây chuyển vào em nhìn nha, hệ sau với hệ cỏ nhìn thực tế nó rất là khác nhau. Đấy, hai màu xanh nè, cái màu xanh đậm và cái xanh nhạt hơn nha. Đó. Xong đến hệ thường và ác này. Chuyển bóng ra trận nhanh tới luôn, mỗi bá chủ nó lên đấm thô rồi lên 17 triệu được chiến anh em khỏi lo nữa. Ra trận phúc sửa vào nó cũng là phát một thôi anh em, nhớ là quê cho nó vui nhá. Còn nếu mà anh em thích á thì hãy comment trên dưới nha, mình sẽ làm hẳn một video về full hệ của Arceus hẳn luôn nhá. Có nghĩa mình test thực tế chứ không phải là đi cái này nữa. Là một cái hệ thường thì mang đồ đinh tinh thôi, mang cho quả này luôn là nó vui. Thường thì chỉ thế thôi anh em. Thường ác còn siêu à. Thường ra trận rồi luôn. Hôm nay gọi cho anh em chiếm ngưỡng Archer full hệ thôi. Nhìn nó hệ thường y chang hệ điện nha anh em nhá. Đó, nhìn nó cũng là hệ thường, rất là giống hệ điện. Nhưng nếu để ký thì cái màu vàng nó sẽ khác hơn nhá. Nếu mà anh em để ký thì cái màu vàng của Archer nó sẽ khác biệt hơn. Mình cũng chưa làm một cái video là về Archer full hệ nhỉ. Bữa nào mình sẽ làm một cái video về Archer full hệ nhá. Full hệ đây có nghĩa là gì, dùng tất cả các hệ của em nó luôn. Không biết là bạn ấy có miếng ác chưa, nhưng nhìn thế này thì chắc chắn là sẽ có nha. Mình cá luôn. Thép. Đất. Ô chết rồi. À đây, nó đây chứ đâu. Biết mà. Nhìn là thấy. Đeo ngay. Những hệ ác chứ không có miếng hệ siêu đâu anh em. Đó. Phát. À quên nhầm.
Ác hay siêu hay yêu à? Rồi, ác chưa đây anh em. Ác chưa đá. Ra trận nhanh. 12 triệu. Ra trận nào. Cái này phải có bạn nào chiếm đóng trước rồi anh em. Thằng bắt đầu vào bây giờ mình đi chiếm lại nó mới vui. Thế đây mình mới chiếm nên là nó cũng không gì là đẳng cấp mấy. Nhìn nó hơi mất vị thế tí. Á sớt thì chưa có mảnh hệ siêu nha anh em nha. Nhưng mà nghe bảo trước thì nó đã từng bên game từng có ý định sẽ cho miếng hệ siêu. Nhưng mà đến giờ phút này thì vẫn chưa thấy cho nhá. Nó cũng không biết là sẽ cho hay không. Nhưng giờ ta sẽ đi mang cho em nói miếng hệ yêu nha. Đấy, miếng hệ yêu. Con này thì nó cũng có rất là nhiều hệ. Mình nhớ xem nào. Tương khắc, asset loại thường hệ đánh, hệ bay. Hệ bay không có nha. Hệ độc có đất, nham, đất, hồn, thép nữa. Nước, cỏ, điện, sâu. Siêu nó không có anh em nhá. Em nói bây giờ chỉ có là một là rồng này. Siêu. Bay. Không nhỉ? Đó này như là đây, còn mỗi ba hệ này là chưa có đâu nha anh em nhá. Còn lại coi như full hết rồi, full gầu hết rồi. Thôi chúng ta cũng nới đến đây rồi, hệ siêu không biết là có ai chưa. À, quên có nào chưa, không có thì phải ra trận thôi. 10 triệu đến một chiến hả? À, ngu rồi, để cặp xôn chứ để cái mấy con này thì đánh được cái gì. Thằng khác nó vào chiếm đánh phát một vớ mồm rồi. Ngu rồi. Nói chung nào nữa nào, nếu mà anh em thích video này có thể comment ở phía dưới nhá. Và like video. Video này mà đạt được có 100 like anh em. Là thật lâu lắm chuyện video đã đạt 100 like, nhớ quá. Nếu đạt được 100 like thì mình sẽ làm video full gold assert luôn. Full tất cả các loại nhá, và đi test thử. Tiếp tục nào. Rồi, hệ yêu hệ cuối cùng. 13 triệu. Rồi. Miễn bàn. Đấy, nhớ, anh em nhớ nha, có một con asset rất là lợi. Nó lợi như vậy nha mọi người nha. Giá trận nào. Win, mấy xin win. Rồi chúng ta đã full hẹo nha. Đó. Thôi video này mình cũng chắc kết thúc tại đây. Có gì hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Anh em thấy hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video. Và đừng quên đăng ký kênh để chuông thông báo để mình có thêm động lực làm nhiều video hay hơn cho anh em xem nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, mong được anh em ủng hộ nha. À, từ 5 tuần sau mà cả lưới nha, 3 cái con hạc làm video, một video tặng hạc liên hoàn cước luôn nha. 3 con hạc cùng lúc nha. Anh em chia sẻ kêu gọi giúp mình. Thôi video kết thúc đây, có gì hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye, mọi người video tiếp theo.